Vũ Hoàng Việt, mẫu Việt từng yêu đại gia đáng tuổi mẹ, giờ có bồ trẻ đẹp ăn đức tình già năm xưa. Xuất thân người mẫu nhưng Vũ Hoàng Việt lại không mấy mặn mà với giới giải trí. Thay vào đó, anh lại gắn bó với nữ tỷ phú hơn 32 tuổi, từng có nhiều phát ngôn gây sốc bảo vệ tình già. Sau mối tình 5 năm không thành, Vũ Hoàng Việt giờ đây có cuộc sống sung túc đủ đầy nhờ công việc kinh doanh bất động sản. Anh cũng sớm tìm thấy một nửa thấu hiểu không màng quá khứ. Người mẫu diễn viên nhưng không mặn mà showbiz. Vũ Hoàng Việt sinh năm 1989 và từng theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tận dụng gương mặt nam tính chiều cao 1m87 cùng thân hình vạm vỡ, anh tham gia tranh tài tại Siêu mẫu Việt Nam 2010 và lọt top 10 chung cuộc. Ở mùa giải tiếp theo, anh thiếu một chút may mắn và dừng chân lại ở thành tích top 5. Bước ra từ cuộc thi đình đám, Vũ Hoàng Việt tham gia trình diễn trong nhiều sự kiện thời trang. Mặc dù sở hữu nhiều lợi thế để phát triển sự nghiệp nghệ thuật, song Vũ Hoàng Việt tỏ ra không mấy mặn mà với showbiz. Kể từ đó, cái tên của anh chỉ gắn liền với scandal, đặc biệt là mối tình ồn ào với nữ đại gia hơn anh 32 tuổi. Chuyện tình đũa lệ tốn nhiều giấy mực. Hoạt động được một thời gian ngắn đến năm 2012, cái tên Vũ Hoàng Việt gây bàn tán trên truyền thông, diễn đàn giải trí khi công khai mối quan hệ tình cảm với nữ doanh nhân lớn hơn anh 32 tuổi, Yvonne Thúy Hoàng. Từng bị nghi ngờ chỉ vui đùa đào mỏ đại gia U60, song Vũ Hoàng Việt không mấy bận tâm tới những lời đồn đại và khẳng định tình cảm anh dành cho Yvonne Thúy Hoàng là chân thành. Nhiều năm sau này, cả hai thường xuyên sánh đôi trước đám đông và không ngại dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào như đút thức ăn, ôm hôn. Đặc biệt khi yêu người phụ nữ 5X, Vũ Hoàng Việt cũng chủ động thay đổi ngoại hình, cách ăn mặc trông chững chạc hơn so với tuổi thật. Có thời điểm mối quan hệ này sâu đậm đến mức nam người mẫu tuyên bố muốn bên Yvonne Thúy Hoàng suốt đời. Trong suốt thời gian quen nhau, Vũ Hoàng Việt dành nhiều lời tốt đẹp để nói về người tình. Nam người mẫu khẳng định anh học được rất nhiều điều ở khía cạnh cuộc sống đến vấn đề kinh doanh từ người tình tỷ phú. Nhờ mối quan hệ này, anh cũng có cơ hội để khởi nghiệp, rủng rỉnh tiền gửi về cho gia đình ở quê hơn. Luôn phủ nhận tin đồn yêu vì tiền hay đánh bóng tên tuổi, nhưng trong 5 năm mặn nồng, người tình tỷ phú dành cho Vũ Hoàng Việt nhiều món quà giá trị. Ngày 8 tháng 3 năm 2013, Vũ Hoàng Việt từng hạnh phúc đến vỡ òa khi được người yêu tặng chiếc nhẫn giá trị. Anh đã hôn người yêu ngay tại trung tâm mua sắm, đồng thời dành cho người tình những lời có cánh trên trang cá nhân. Yvonne đã cho tôi nụ cười rực rỡ, như tôi đã mang đến nụ cười đó cho cô ấy lúc trao hoa buổi sáng 8 tháng 3. Yvonne vẫn thường làm tôi ngạc nhiên như vậy, nhưng tôi không yêu Yvonne vì những món quà này, mà tôi yêu cô ấy vì cô ấy là Yvonne Thúy Hoàng. Ai biết Yvonne thì sẽ hiểu tôi nói gì. Cũng trong năm 2017, Vũ Hoàng Việt tiếp tục được nhận món quà sinh nhật là chiếc dây chuyền vàng trị giá hàng trăm triệu đồng từ người tình tỷ phú. Trong thời gian yêu người tình tỷ phú Yvonne Thúy Hoàng, Vũ Hoàng Việt được trải nghiệm cuộc sống của giới thượng lưu và thường xuyên được đi vòng quanh thế giới. Không chỉ vậy, Yvonne Thúy Hoàng cũng từng mua xe tặng cho bố mẹ nam người mẫu sinh năm 1989. Thậm chí cô không tiếc tiền mua nhà trị giá nhiều tỷ đồng cho Vũ Hoàng Việt. Được biết, Yvonne Thúy Hoàng là một triệu phú ngành công nghiệp thời trang. Cô cũng từng là thành viên trong top 500 triệu phú Mỹ. Tuy nhiên, từ giữa năm 2017, cặp đôi này không còn xuất hiện cùng nhau. Và nửa năm sau đó, Vũ Hoàng Việt xác nhận đã chia tay người tình lớn tuổi. Về lý do đường ai nấy đi, anh cho biết Yvonne Thúy Hoàng muốn anh lấy vợ cùng lứa tuổi và sinh con. Tôi cầu hôn nhưng Yvonne từ chối, cô ấy không muốn kết hôn nên chủ động chia tay, khuyên tôi tìm người khác, lập gia đình rồi sinh con đẻ cái, Vũ Hoàng Việt từng chia sẻ. Khi không còn gắn bó, thỉnh thoảng cả hai vẫn trò chuyện, hỏi thăm và chúc phúc cho nhau. Những khi cần giúp điều gì đó trong cuộc sống hay công việc, tôi vẫn hỏi Yvonne. Không phải người tình của nhau nữa, cả hai vẫn giữ tình bạn và sự quan tâm cho nhau vẫn có, anh nói. Thậm chí Vũ Hoàng Việt không tiếc những lời khen có cánh cho bạn gái cũ. Yvonne đã cho Việt đầy đủ những vật chất lẫn tinh thần và cũng từ Yvonne Việt biết thế nào là đạo làm người. Suốt đời Việt sẽ mang ơn người phụ nữ cao cả này. Sau khi rời vòng tay của nữ tỷ phú, cựu người mẫu cho biết anh nỗ lực kinh doanh bất động sản mà không nhờ vả bạn gái cũ. Nhờ công việc thuận lợi sinh lời từ việc buôn bán bất động sản nhà cửa mà anh sở hữu khối tài sản không hề nhỏ. Cách đây không lâu, Vũ Hoàng Việt từng cho biết anh đã mua 2 căn nhà, trong đó có một căn giác vàng giá 10 tỷ đồng. Về chuyện tình cảm, Vũ Hoàng Việt đã có bạn gái mới sau 1 năm chia tay nữ đại gia. Nhưng trong lần hẹn hò này, anh luôn chia sẻ những bức ảnh che mặt cô bạn gái ăn mặc sành điệu nóng bỏng. Dù không thấy mặt, song ai cũng đoán cô gái này rất xinh đẹp và quyến rũ, lại còn trẻ trung ăn đức tình cũ U60 của Vũ Hoàng Việt khi xưa. Giải thích về hành động đó, nữ người mẫu 8X bày tỏ mong muốn giữ sự bình yên cho người yêu mới. Thật ra tôi đã chia tay tình cũ vào giữa năm 2017, nhưng đến đầu 2018 mới quyết định công khai với báo chí. Sau khi chia tay Yvonne Thúy Hoàng gần 1 năm, tôi mới tìm được người yêu hiện tại. Cả hai chúng tôi đều rất hợp nhau trong tính cách lẫn mọi quan điểm trong cuộc sống. Thời điểm mới quen nhau, cô ấy cũng có hỏi nhiều về chuyện tình trước đây của tôi. Tuy nhiên, quá khứ mãi là quá khứ, tôi chẳng cần giải thích nhiều vì điều quan trọng là tình yêu tôi dành cho cô ấy ra sao. Tôi may mắn khi cô ấy cũng không để tâm đến quá nhiều chuyện cũ, Vũ Hoàng Việt chia sẻ trên Vietnamnet. Đồng thời, Vũ Hoàng Việt tiết lộ rằng bạn gái là người thấu hiểu, cảm thông, chu đáo và luôn đồng hành chia sẻ cùng anh trong tất cả mọi vấn đề từ công việc đến cuộc sống gia đình.
Vũ Hoàng Việt vô cùng chiều chuộng bạn gái, anh liên tục tặng người yêu xinh đẹp những món quà giá trị. Cả hai còn thường xuyên du lịch sang chảnh cùng nhau. Từng có thời gian Vũ Hoàng Việt bị đồn đám cưới với người tình xinh đẹp, tuy nhiên anh đính chính ngay. Dù đang mặn nồng và có ý định chung sống dưới một mái nhà, nhưng Vũ Hoàng Việt và bạn gái vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Tôi và người yêu đã lên kế hoạch kết hôn khi dịch bệnh được đẩy lùi, anh từng tiết lộ. Được biết hiện tại Vũ Hoàng Việt không có hứng thú và mong muốn trở lại làng giải trí. Anh đang tập trung phần lớn thời gian để hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.